trăm mấy lấy giùm chị đây đấy. Tại vì việc không biết thế làm sao chứ hồi nãy thấy không, thấy không đó dự phòng, dự phòng chuyên nghiệp nào mà mập này nè, cái lụm cái lụm. Tại vì không biết đưa vô cái lụm chợ không ai cứu nè, nhiều khi đưa vậy nè. Cây này có thơm đó nghe nha anh. Cô nó có lọn trên dây nào không? Mày ăn rồi thì mày về nhà đi mở. Để lại mày ăn hộp bún đi. Ồ, trái này khó vô bọp dữ vậy. Thấy không anh? Báo công mà không, bắt cục tiền trái luôn trời. Hả? Cái này bọp không? Báo công á. Ừ. Riêng này bắt cục tiền trái luôn á. Thấy không? Đấy. Hồi đó tao cũng cuộc vậy đó. Nó chín nó gớt. Đâu đeo không thành, đeo không thành. Leo lên, mắt leo lên. Mắt leo lên rồi mở dây. Trái nó bọp đó, bọp dữ không? Chín không? Làm dấu không? Giờ cản cái gì đâu có cái xe đâu. Bỏ tới nè, chậm đây. Cái này nó có thấy cả thấy là mấy cục. Này, 4 cục. Thấy lên vàng vàng giá nè, hai vàng vàng rưỡi chắc thấy như thấy cái bánh xay hổ như là như lái này. Thằng viên mà chụp tay cái cây nó cao cái này nữa chụp nhiều vậy khổ tại nó hay vậy hả tay nè ừ mấy cây cao cái này nữa lấy thằng cao lắm luôn đi thằng bảy tủ lên thằng đôi ủa thấy mà chụp chiều về xuống lại hết trơn luôn tám chín tám xíu mà lên là nó tung hết cây luôn rồi. Làm dấu luôn nha anh. Kêu 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 để riêng ngoài. Để mũi đi. Để mũi á, để mũi em. Để cái mũi á, để cái mũi á. Ê! Để mũi hả? Ừ, để cho ngoài ý, hồi ảnh lấy riêng đi. Để này hả? Ờ, bọp chưa? Hai ba trái bọp nãy thằng mà. Mấy trái. Bỏ vô mẹ hết trơn rồi. Mà anh xin lấy mấy trái. Bốn trái. Rồi đây hai trái đi rồi vô kia có chín lấy luôn. Rồi hai trái đó, hồi kiếm hai trái. Ừ, kiếm hai trái. Rồi cưng đó đứng đó luôn đây. Cái vườn sầu riêng ghi sáu Phong Điền nha. Cây rất là lão, trái rất là nhiều luôn. À, cây bên cạnh cũng à. À. Quá trời lão luôn. Trái quá trời nhiều luôn à. Đây là anh em đang hái nha, đang thu hoạch nha. Mày nói hay rồi. Nè. Chị bảo cái là do chú rồi nha. Ừ. Thấy nhìn cái kem cũng thon luôn. Bao nhiêu mùa lá rụng rồi hả? Đó, tao đâu nói gì đâu. Mày hay. Theo giám đốc bao nhiêu mùa lá rụng mới được đó, hả? Tao giờ tao không biết. Ừ, bây giờ tao không biết nữa mày đó, mày hay quá ha. Giúp năm nay mà thường yên sâu hết ít hay ơi giúp. Năm nay quen cũng ít sâu.
chị xịt đó, chị xịt chị đếm thử rồi không có nhiều trái nha. À, nó không có chụp lắm. Hôm nay hàng sau bữa có mấy trái hả? À. Với đa phần nó bị nhỏ ký không à, chứ nó không có bị sâu yếu. Ừ. Trời ơi, năm rồi sâu thôi. Có khi nó nghe cái đợt dịch. Trái tròn không nghe mà nó nhỏ trái, nó mượn trái. Trái cỡ 6 cái 7. Cứng dao. Cứng dao luôn. Bò ra ngoài trái kia. Đó, bò nha, khỉ nha. Vô ca. Xuống xuồng. Ê, mày coi chừng lật nha mày, lật xuồng nha. Thằng ấy xuồng lấy được. Để người ta lấy xuồng đi. Để đứng sơ gới phóng xuồng, lật xuồng nữa. Nó thấy chưa, nhẹ nhàng không? Ủa, Khương Tê Đô đang coi luôn nè. Chào ship đi hả? Chào ship. Đây có Trần Văn Thành rồi nè. Chà ba ơi. Hả? Sai họ nữa. Họ gì? Ta họ chà mà. Họ chà hả? Ui vô họ chà trời. Trời ơi trời. Họ bùa hả? Họ bùa. Họ bùa đúng rồi, họ bùa. Họ nguyên á ba. Hỏi họ gì thôi. Đâu họ bùa, tên chà. Trái đẹp ghê luôn. Không Phan Văn Mẫm nè kìa. Vô cắt nè anh Mẫm ơi. Chàng chào Phan Văn Mẫn nha Mẫn. Mẫn nghe sáo hả? Mẫm nghe sáo hả Mẫm? Nãy nghe nói dắt đeo thắt lưng như dây nịch, cái tự nhiên cái cảm giác cái thắt lưng mình nó ngứa ngứa hoài, nhột nhột thiệt, sợ dắt hơn gì nữa. Quá trái luôn rồi, quá trái luôn rồi. Trái các bạn ơi, bạn nào có nhu cầu gì ghi sáo liên hệ anh Khương Tê Đô ha, 0918 944 088. Vô bi đi, cây có trái một vậy hả? Một cây có trái một vậy hả? Sao vậy hả? Là sao vậy? Nè, vô bi đi, khỏi đi, để qua đằng sau đi, qua đằng sau kia cắt hết rồi. Cây dữ lắm, cây dữ lắm ha. Chưa lên trái rồi. Ừ, cái này hư hả? À, cái này là cái cách mà dân miền Tây mà người ta vận chuyển hàng vô nhà này nha các bạn. Thấy chưa? Miền Tây sông nước. Đây đó em rõ, em cắt được nữa, khổ rõ. Tới đây cho lên xe gùa hay gì? Hả? Tới đây cho lên xe gùa hả? Đẩy ra đây luôn hả? Đó, thấy chưa? Này chống xuồng nè không? Gọt. Gọt đâu, gọt đâu. Kêu nhanh gọt gọt xéo cái đầu cái coi. Cái đó bọp ha nó nhanh. Xuống đạp nhẹ cái giùm đi bánh nha. Gì? Nè.
anh Châu. Cháy nào bập nhất luôn hả? Bập rồi bập. Đây nè, đứng trước đây nè cháy. Qua đây không? Em đưa hai trái ra đầu. Rồi đầu, né đường. Đường đi camera rồi, qua đây nè. Ừ vậy hả? Đứng ngay chỗ cậu thùng cameraman. Cây này là hết luôn rồi hả chị? Hết rồi luôn hả? À, bữa nay hái nè, là cây này là. Ủa còn nữa hả? Mấy người đây nha. Ờ hả? Rồi thăm. Đây. Đó. Ừ chết đi, chết đi. Gọt đầu nè, giáo nè. Ê! Để riêng là biết rồi, để riêng bốn trái của anh đó. Rồi. Để ý Ngạc Hà. Cái này nhiều lắm. Ai hổng làm chứ cắt lấy để nó bụng chịu. Khỏi, cho nó khỏi, đưa qua anh Khương đi. Đủ rồi. Ủa sao đây, à cái này nó thơm lên. Tưởng nó cây này có chín. Mấy trái rồi? Trái đó khỏi bỏ vô, trái đó bỏ bên anh Khương. Ừ. Anh lấy 4 trái vậy à. Năm trái nghỉ thôi. Anh cho riêng lại. Có 9 cây không? 9 giờ. 9 trái bự dữ vậy. Hả? 9 trái bự dữ vậy. 9 trái nào nè? Trái đó 9 hả? Trái đang chụp đó. Đẩy luôn, qua anh kia luôn. Ừ. Trái đó chứ lên muối đánh đó anh. Ừ. Chào đặt chứ 100kg rồi mà. Không đặt ngày 20 tây là tới 15 trái lần đó. Mà hồi giờ bữa nó hái không biết có không đây. Bà bầu nào, ở đâu vậy? Bà bầu vợ anh Mập bữa hổm đó. À. Anh Đầu Mương đó, bữa hổm tính đợi anh Thanh về, anh Linh về mà bữa đó nó không có cắt. Giờ có trái chín cây chổng rụng kìa con lụm không? Nguyên là được. Chín luôn hả? Chín rồi. Rồi, chế để đi rồi họ mình chọn lại. Không có chọn lại. Có dừng hốt. Chọn lại nữa, trời. Hốt lại, hốt hết á. Trái ngay nhánh ngay tay anh cầm nữa đó. Đi nghe nghe. Cái này phải không? Ừ. Chín mai ăn được rồi. Trái này để đâu cũng được, đừng đi nghe được. 117 triệu. Cây này giòn không? Già quá rồi, nó nhỏ trái luôn á. Cha đi rồi, cha đi dẫn xuống coi gì. Đi vườn đừng trời mưa rông mà mang dép lào thiệt. Mày mua dép đi chú nhanh kìa, dép vàng vàng đó. Gãy cái cuốn rồi. Không cách giúp lào. Ừ, đi gì đâu mà đường vườn trơn mà mới giúp lào. Đâu đã cắt hồng quá, sạch này quá. Thấy là cắt hồng quá. Thường ngày nay thôi mà sạch cây nha. Sạch nước cũng lợi. Phải không nhanh? Đợt đi với bà Đào. Chứ đâu. Nói nhắc bà anh ơi. Dạ bà anh này hả? Để mày lên xe đồ mang cái dép kia cái phủi ra bỏ dép gì đó nằm trên ngựa vậy. Bỏ cảnh luôn vậy. Trên ngựa. Mày nó chết, tôi để mày bỏ dép đây căng chỗ nhà ông kia rồi. Qua mấy chuyến sau chảnh đấy. Chào ông Nguyễn Giao nha. Chào anh Mẫn nha. Anh Mẫm. Mẫm nghe sáo. Nè.
đụng luôn rồi. Cắt bỏ luôn đi. Vô ấy à. Ủa, ủa vậy à? Phải, không, đó, phải. Đó, đi, nó bỏ em mới sẵn ra.